Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Horisuka được sản xuất tại VP Pham. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Horisuka cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Horisuka Allium Sepa bulb Extract Fructose Synergy Extract Dạng bào chế Gel Boza Công dụng và chỉ định của Horisuka Dưỡng ẩm da Tái tạo, cải thiện độ đàn hồi cho da làm mờ các vết sẹo, thâm do sẹo trên da. Cách dùng và liều dùng của Herisuka. Cách dùng: Sản phẩm dùng ngoài da. Liều dùng: Bôi gel mờ sẹo Herisuka 2 đến 3 lần trên ngày, vào buổi sáng, trưa và trước khi đi ngủ. Sử dụng thường xuyên và liên tục để có hiệu quả tốt hơn. Chống chỉ định của Herisuka. Trẻ em dưới 3 tuổi. Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng Horisuka. Không bôi vào vết thương hở, không để bị dính vào mắt. Ngưng sử dụng nếu xảy ra kích ứng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Horisuka, đồng thời biết cách sử dụng Horisuka sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.